làng. Dạ, cho chị Thanh ơi, chị thấy cái like em chiếu chưa chị Thanh? Rồi rồi chị thấy rồi giàu ơi. À, dạ. À, mọi người có thấy rõ không mọi người? À, nếu mọi người thấy rõ thì hãy cho một cái tràng là tràng số 21 để chúng ta bắt đầu trong buổi tối ngày hôm nay thôi ạ. Dạ, và ngày hôm nay em vào xin chia sẻ với các anh chị về một cái dinh dưỡng là canxi magie của Nutrilite, một trong những dinh dưỡng mà em vào vô cùng tâm đắc, vì nó đã giúp cho chính bản thân mình cải thiện được vấn đề về xương khớp, và nó còn giúp cho những người xung quanh như cha mẹ của em vào, và nó còn giúp cho cái người thân mình, và mới đây thì em vào còn giúp được cho cái người bác bị vấn đề về người bác năm bị vấn đề về xương khớp, đã điều trị về thuốc tây, điều trị về thuốc nam, thuốc tàu, rất là nhiều loại thuốc nhưng mà nó không có cải thiện về vấn đề xương khớp, và cũng là nhờ một cái may mắn, một cơ duyên, mình đến mình chia sẻ với bác năm, thì sau một quá trình bác năm sử dụng thì nay bác năm đã kết quả vô cùng tốt, đã cải thiện được vấn đề về xương khớp. À, lúc trước trước khi gặp thì bác Năm chỉ ngồi thôi, không có thể để đi đứng lại được nhiều, nhưng mà ngày hôm nay bắt đầu từ khi bác Năm sử dụng đến giờ là 1 tháng rưỡi, gần 2 tháng, thì hiện tại bác Năm em đã đi đứng được và đi chơi được luôn, và muốn ngày hôm nay em muốn chia sẻ lại những cái kiến thức mà em học được. Thì chúng ta cùng tìm hiểu tầm quan trọng của sức khỏe hệ xương khớp. À, và theo thống kê của WHO thì Tổ chức Y tế Thế giới thực trạng về bệnh lý xương khớp thì từ năm 2011 đến năm 2020 thì là thập niên của xương và khớp, thì cứ trung bình khoảng 2 người thì có một người bị đau lưng, thì cái tỷ lệ này tăng đến 57%, thì anh chị thấy là cứ 2 người đã có một người bị vấn đề về xương khớp. Thì hiện tại bây giờ rất là nhiều người bị vấn đề về xương khớp, nó đang gia tăng. Thì cứ khoảng từ 90 đến 100% những người trên mà 63 tuổi đã có những biểu hiện về thoái hóa khớp và viêm khớp. Vậy thì chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta ăn uống không đủ những dưỡng chất, không bổ sung kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề về xương khớp rất là nhiều. Vậy thì chúng ta hãy bổ sung những cái dưỡng chất và những ăn uống cho hợp lý để cải thiện vấn đề xương khớp một cách sớm nhất. Và bệnh lý xương khớp là nguyên nhân thứ hai gây ra bệnh khuyết tật trên toàn cầu. Và hiện tại ở Việt Nam thì những người trên 35 tuổi chiếm hết 30% bị thoái hóa về khớp, và những người trên 65 tuổi chiếm hết 60% bị thoái hóa khớp, và người trên 80 tuổi chiếm hết 85% về vấn đề bệnh về thoái hóa khớp. Thì anh chị thấy là hiện tại bây giờ không những những cô chú anh chị, những người cao tuổi, mấy bị bệnh về xương khớp, mà hiện tại nó đang trẻ hóa, nghĩa là những người mà từ 35 tuổi đã gặp vấn đề về xương khớp, và điển hình như hiện tại bây giờ có những bạn từ khoảng 20 đến 25 tuổi đã gặp vấn đề về xương khớp, và trước kia em vào lúc khoảng 19 tuổi có làm một công ty thủy sản, thì do mình làm việc nặng một thời gian dài, nó dẫn đến vấn đề về xương khớp, nó lệch xương sống, và lúc đó mình mới khoảng 19 tuổi đã gặp vấn đề về xương khớp. Thì anh chị thấy là cái hiện trạng mà những người trẻ bây giờ bị vấn đề xương khớp là rất là nhiều. Và em xin chia sẻ về vai trò của hệ xương. Thì vai trò của hệ xương là giúp cho chúng ta nâng đỡ cơ thể, nó giúp cho chúng ta chuyển động một cách linh hoạt. Và hệ xương còn đóng vai trò là sản sinh những tế bào máu như hồng cầu máu, và nó còn bảo vệ các cơ quan nằm trong khung xương như là tim, gan và phổi. Và hệ xương còn đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó còn giúp dự trữ những khoáng chất, những canxi, những phosphor, những magie,
nằm trong xương để khi mà cơ thể cần thiết thì nó giúp bổ sung cho cơ thể. Và cái cơ thể chúng ta cấu tạo của hệ xương gồm 206 xương, với khung xương trục gồm 80 xương, nó giúp bảo vệ và nâng đỡ cơ thể, và khung xương chi gồm 216 xương, nó giúp di chuyển và điều khiển các đồ vật. Và trên cơ thể chúng ta, những các khớp trong cơ thể thì theo các nhà nghiên cứu ước tính có khoảng 250 đến 350 những khớp ở với người bình thường. Thì cơ thể của chúng ta gồm có 3 loại khớp. Thì cái khớp đầu tiên á, là khớp động. Khớp động này chứa các những chất lỏng hoặc dịch để hỗ trợ việc di chuyển khớp. Và khớp thứ hai là khớp bán động. Khớp bán động giúp cho giữ chặt hai đoạn xương lại với nhau để hạn chế việc di chuyển. Và khớp thứ ba là khớp bất động. Thì khớp bất động này là khớp là cố định và không thể chuyển động. Và cái cơ thể của chúng ta có một cái quá trình là quá trình hủy xương cũ và tạo xương mới. Thì cái việc này luôn diễn ra một cách song song với nhau, là diễn ra một cách tự nhiên của cơ thể. Thì cái trong quá trình mà cái cơ thể chúng ta có một cái có quy trình là hủy xương, thì cái hủy xương này là nó giúp cho hủy những cái xương lão hóa, những xương cũ, và nó tái tạo lại cái xương mới. Và cái tạo xương này là giúp tạo lại những cái xương mà nó đã hủy trước đó. Và cái việc này thì nó luôn diễn ra một cách song song, như là tự nhiên với nhau. Nhưng mà nếu như chúng ta ăn uống không đủ dưỡng chất, không đủ những khoáng chất, thì nó một trong hai cái này, thì ví dụ như hủy xương nó diễn ra một cách nhanh hơn, mà cái tạo xương nó diễn ra một nó chậm hơn, thì cái việc hủy xương như vậy nó sẽ làm cho cái xương nó yếu và nó bị thoái hóa khớp. Và cái việc mà tạo xương nó diễn ra một cách nhanh hơn là hủy xương, thì nó làm cho cái bề mặt nó dày hơn, nó cứng hơn, nó làm cho nó dễ gãy và nó giòn giòn xương hơn. Thì cái việc mà chúng ta ăn uống cung cấp những khoáng chất là vô cùng cần thiết, và để cho cơ thể chúng ta duy trì một cách tự nhiên, một cách suôn sẻ nhất. Và em vào xin chia sẻ về cấu tạo của khớp hoặc dịch. Thì chúng ta cùng tìm hiểu về khớp hoặc dịch. Thì đây là cái trục xương. Thì trục xương được bao bọc bởi cái sụn khớp. Và ở bên ngoài sụn khớp thì nó còn có dịch khớp, bao khớp, bao hoặc dịch. Cái dịch khớp này là một cái chất chất nhờn, nó giúp bảo vệ cái sụn khớp ở trên bề mặt xương. Dịch khớp còn giúp cung cấp và nó làm bôi trơn cho khớp, y chang mà chiếc xe mà mấy anh chị mình chạy xe lâu ngày cũng phải vô nhớt, là giúp cho xe mình được trơn tru hơn. Thì cái dịch khớp này là một cái dịch khớp vô cùng cần thiết đối với xương. Nó giúp cho xương chúng ta làm việc và đi đứng một cách nhẹ nhàng. Và khi cơ thể chúng ta ăn uống không đủ chất, không đủ khoáng chất, không đủ những cái chất để tạo dịch khớp, thì khi lâu dài thì khi chúng ta đi thì nó sẽ kêu lập gập và đi đứng nó sẽ đau hơn. Và cái bao khớp này nó giúp bảo vệ, nó bao quanh cái vùng khớp này, và bao hoặc dịch giúp bảo vệ, nó bảo vệ cái dịch khớp, cái bao khớp và cái sụn khớp. Và dây chằng nó giúp cho chúng ta co giãn và di chuyển một cách dễ dàng. Và chúng ta cùng tìm hiểu về các vấn đề về xương thường gặp. Thì anh chị nhìn thấy đây, đây là hai cái hình. Một bên là bên trái là xương bình thường và bên phải là loãng xương. Thì anh chị thấy là cái loãng xương này, cái hình bên loãng xương thì nó rỗng hơn, nó bọng hơn, nó rỗng nó bọng hơn. Cái hiện tượng này á, nó làm giảm khối lượng xương và cái mật độ xương, làm cho cơ thể nó mỏng manh hơn, nó giòn hơn, nó xốp hơn và nó dễ gãy hơn.
và nó xuất hiện ở độ tuổi từ 35 đến 40 tuổi. Và cái tỷ lệ mà loãng xương này á, nó ở phụ nữ tuổi sau tuổi mãn kinh trong khoảng từ 30 đến 40%. Thì cái việc mà đối với phụ nữ á, thì khi mà thiếu hụt canxi, thiếu hụt những dưỡng chất, những khoáng chất, thì cái điều này nó làm cho cái xương nó rất là yếu, nó làm cho quá trình loãng xương nó cao hơn. Thì cái việc chúng ta cần bổ sung để cho nó nuôi dưỡng cái hệ xương chúng ta chắc khỏe là cần thiết. Và các vấn đề về xương thì chúng ta thường gặp nhất là đối với trẻ em thì đây là một cái khung xương bình thường. Và đây là đối với những trẻ em bị còi xương, thiếu hụt canxi lâu ngày, thì nó diễn ra đó là khi cái lượng canxi trong cơ thể thể tích xương thiếu á, thì nó khiến cho xương nó mềm và nó suy yếu, nó làm cong, nó làm biến dạng cái khung xương. Và nó cái nguyên nhân mà dẫn đến còi xương á, thì nó thiếu vitamin D, nó ảnh hưởng tới sự hấp thụ và chuyển hóa canxi và phosphor. Và cái việc mà chúng ta cần là chúng ta nên tìm hiểu để cung cấp đầy đủ cái lượng canxi, những cái dưỡng chất để giúp trẻ em nó phát triển một cách là tốt nhất, cho nó không dẫn đến cái bệnh về còi xương. Và không biết cả nhà mình còn nghe rõ không ạ? Chị Thanh còn nghe rõ không chị Thanh? Rõ em ơi. Dạ, rồi cảm ơn chị. Và chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên nhân mà làm cho chúng ta mắc các bệnh về xương khớp. Thì khi mà cơ thể chúng ta có tuổi tác đó, thì cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu tiến trình về lão hóa. Khi mà nó lão hóa khi cơ thể chúng ta càng cao tuổi thì quá trình lão hóa càng cao, thì lúc này cái xương khớp chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và cái việc mà chúng ta đi làm việc và sinh sinh hoạt mà sai tư thế, nó cũng dẫn đến vấn đề về xương khớp. Và cái người mà bị thừa cân béo phì, nó cũng rất là dễ ảnh hưởng đến vấn đề về xương khớp. Tại vì cái cân nặng của cơ thể nó đè lên cái trục xương, và lâu ngày vậy nó sẽ dẫn dẫn đến về bệnh khớp rất là nhiều. Và khi chúng ta lao động nặng thường xuyên thì nó cũng dẫn đến vấn đề khớp rất là nhiều luôn. Và cái sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng thì nó lại dẫn đến về thiếu hụt và nó mắc các bệnh về xương khớp. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu về canxi, và một khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Hiện tại thì có hơn 99% canxi ở trong xương và răng, và 1% canxi ở trong máu và các tế bào. Và cái nhu cầu canxi và nhu cầu canxi của cơ thể thì các anh chị cùng 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 nhìn, thì theo WHO thì lượng canxi cần cho một lứa tuổi như sau. Thì từ cứ trung bình á, từ phải dưới 6 tháng, dưới 6 tháng thì cần ít nhất là 300 mg một ngày, và trẻ em từ 7 đến 9 tuổi thì cần 700 mg một ngày, và cái độ tuổi từ 11 đến 24 tuổi thì cái độ tuổi này nó giúp cho phát triển hệ xương, tăng chiều cao thì cần tới 1.200 mg một ngày để nó bổ sung cần thiết. Và với cái những người mà phụ nữ mang thai và những người cao tuổi thì cần tới 1.200 mg đến 1.500 mg một ngày, để nó nuôi dưỡng. Đối với người phụ nữ mang thai thì rất là cần canxi, đủ cái lượng canxi để vì lúc này á nó cần canxi để nó nuôi nuôi hai người, hai cơ thể, nó giúp tăng chiều dài của thai nhi, nên cái cơ thể lúc này nó cần rất là nhiều canxi. Khi mà chúng ta không bổ sung cái lượng canxi đủ cho những người phụ nữ mang thai thì nó dẫn đến là đau lưng, mệt mỏi và khó ngủ. Vậy thì cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết về thiếu hụt canxi, thì khi chúng ta thiếu hụt canxi thì cái móng chúng ta nó gãy, nó giòn và nó dễ xước hơn. Thì lúc này nó dẫn đến chuột rút và cơ bắp bị đau nhức.
và thiếu hụt canxi nó còn dẫn đến là rụng tóc, tóc gãy, tóc yếu và còn đau nhức răng, chảy máu răng. Việc thiếu hụt canxi lâu ngày nó còn dẫn đến rối loạn giấc ngủ. Khi mà cơ thể chúng ta thiếu hụt canxi lâu ngày thì ban đêm chúng ta sẽ dễ mất ngủ, và nó làm cho chúng ta không vào giấc ngủ được sâu. Nó làm cơ thể mệt mỏi, những cơ bắp chúng ta nó cũng mệt, nó cũng đau nhức luôn. Và thường xuyên chúng ta bị cúm và nhiễm trùng. Và sự thiếu hụt canxi ở trẻ em thì để chúng ta dễ nhận biết á, thì nó làm cho trẻ em biếng ăn, chậm biết đi, và thường hay khóc đêm và nó ra nhiều mồ hôi, và nó còn làm tóc rụng ở vành khăn. Vậy đây là cái tầm quan trọng của canxi đối với cơ thể. Thì canxi nó giúp cho xương và răng của chúng ta nó được chắc khỏe hơn, nó giúp cho cơ bắp nó được co giãn được tốt hơn, và nó còn chỉ huy quá trình phản ứng của miễn dịch, và nó còn truyền dẫn thần kinh. Vì trong quá trình mà nó truyền dẫn về thần kinh đó, thì nếu như chúng ta bổ sung canxi kịp thời và cần thiết thì nó giúp chúng ta giấc ngủ nó ngon hơn, ngon giấc hơn. Và cái nguồn cung cấp canxi trong thực phẩm thì cơ thể của chúng ta không thể mà tự sản xuất canxi, và mà cái cơ thể chúng ta cần bổ sung những cái nguyên liệu, những cái canxi bên ngoài, như là những cái thực phẩm giàu canxi, những rau củ quả, những thịt cá mà giàu canxi, và cung cấp những loại dinh dưỡng mà cần thiết cho cái cơ thể để nó sản xuất canxi. Thì đây là những cái thực phẩm mà giàu canxi. Cái cơ thể khi mà nó cần để nó cung cấp canxi thì khi chúng ta ăn ăn rạm này, ăn ốc nè, hến, cua, tôm và lòng đỏ trứng gà, và phô mai sữa chua, và ăn các loại thực phẩm rau củ quả như là hạt vừng, mè, rau dền cơm, cần tây, tía tô và nấm hương và rau mồng tơi, thì cái những cái thực phẩm này nó giàu cái canxi, nên nên chúng ta thường nên bổ sung hàng ngày để cho cái cơ thể chúng ta nó được cung cấp canxi đầy đủ. Chị Thanh ơi, chị nghe rõ không? Tại vì cái mạng bên em nó hơi yếu quá chị Thanh. À, chị vẫn nghe rõ nha em. À, vẫn nghe rõ chị. Dạ rồi, cảm ơn chị. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu canxi magie nó cần thiết cho cái sức khỏe hệ xương như thế nào. Thì canxi với magie nó là một tỷ lệ vàng, nó giúp hấp thụ canxi 2:1. Cứ trung bình đó, mà cơ thể nó hấp thụ 100 mg thì nó cần tới hấp thụ 100 mg thì nó cần hấp thụ 200 mg thì nó cần 100 mg magie để nó hấp thụ canxi. Thì magie là một cái trong những khoáng chất nó quan trọng đối với cơ thể con người. Và magie còn tham gia vào khoảng 300 cái phản ứng sinh học ở trong cơ thể chúng ta. Và khi chúng ta cái vai trò mà chúng ta khi cung cấp đầy đủ magie thì nó giúp cải thiện về cái sự hình thành tinh thể xương, và nó còn làm giảm nguy cơ xương. Nó còn magie khi cung cấp đầy đủ nó còn ảnh hưởng đến cái quá trình chuyển hóa canxi và thay đổi lượng hóc môn nhất định liên quan đến điều hòa canxi trong cơ thể. Magie còn là một cái chất mà hóa 300 enzyme trong cơ thể. Nó giúp tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và cần thiết cho các chức năng bình thường của hệ thần kinh và tim mạch. Thì anh chị thấy là cái việc mà chúng ta cung cấp canxi là vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Thì ngày hôm nay em xin chia sẻ với các anh chị về một cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite calcium magnesium, một trong sản phẩm của Nutrilite mà em vô cùng tâm đắc. Nó đã giúp cho em cải thiện vấn đề về sức khỏe, nó đã giúp cho em hỗ trợ và giúp cho những người thân trong gia đình của em cải thiện về những cái vấn đề về sức khỏe. Mà khi mà em cung cấp canxi đầy đủ thì em cảm thấy là mình đi việc đi làm việc nó đỡ mệt mỏi nhiều hơn, và nó còn cho mình cái sức khỏe nó dẻo dai hơn, nó không có bị mệt mỏi và đau nhức cơ.
và chúng ta và trong cái ủ Nutrilite canxi của Amway á, thì nó có chứa thành phần là cỏ đinh lăng, bột trong khô cỏ đinh lăng, thì từ trang trại hữu cơ của Nutrilite, thì trong cái cỏ đinh lăng này nó tăng cường tạo xương và khoáng chất, nó cung cấp đầy đủ canxi, đồng, magie, phosphor, kẽm và mangan, và nó còn cung cấp thêm vitamin D như K, C, và nó còn hạn chế quá trình hủy xương và nó nhờ những dưỡng chất thực vật như là beta caroten và lutein. Và cái điều mà em thật sự luôn là em vô cùng thích ở canxi của Nutrilite thì từ cái cỏ mà linh lăng, cỏ linh lăng á, cái chiều chiều cái rễ của nó từ 3 đến 15 mét, nó giúp hút những cái canxi, hút những cái khoáng chất từ sâu ở trong đất. Và khi mà những các nhà khoa học lấy cái bột cỏ linh lăng này nè, là cái bột cỏ giàu dưỡng chất và khoáng chất nhất trên thế giới, và em vô cùng thích luôn. Và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Calcium Magnesium á, thì nó có thành phần là mỗi viên Nutrilite Calcium nó có khoảng 217 mg canxi, viên dưới dạng mà canxi carbonate, và nó có chứa 108 magie, và nó còn hơn là còn có là 3,3 mg kẽm và 0,8 mg và 0,7 mg đồng, và bột trong khô cỏ linh lăng còn nó là thành phần tự nhiên từ trang trại hữu cơ. Và với cái công dụng của canxi của Nutrilite thì nó giúp bổ sung canxi và magie, nó giúp cho hệ xương chắc khỏe hơn, và nó giúp trẻ trẻ em phát triển chiều cao, nó hỗ trợ về giảm nguy cơ còi xương chậm lớn ở thiếu niên và giảm nguy cơ loãng xương ở người già. Và cái cách dùng cái viên canxi của Nutrilite thì nó một ngày là chúng ta cần bổ sung từ một một viên một lần, và mỗi một ngày chúng ta bổ sung 3 lần là tốt nhất cho cơ thể. Và chúng ta cùng tìm hiểu về cái hũ canxi của Nutrilite. Thì đối tượng sử dụng á, thì đối với những thiếu niên từ 9 tuổi và những người trưởng thành thì cần nên bổ sung cái canxi, và thiếu niên từ 9 tuổi trở lên bị còi xương và chậm lớn, và những người có chế độ ăn thiếu hụt canxi và cần hấp thụ canxi kém, và hấp thụ canxi kém chứ, và phụ nữ tiền mãn kinh và người già loãng xương thì cần nên bổ sung canxi. Trong quá trình mà em sử dụng canxi và chăm sóc những người thân trong gia đình của em thì cái dinh dưỡng mà không thể thiếu là chính là glucosamine, là một chất tạo chất nhờn, và nó làm cho tái tạo của sụn khớp, và chúng ta kết hợp canxi và glucosamine là nó sẽ giúp cho quá trình mà phục hồi khớp vô nó được lẹ hơn và nó nhanh hơn. Và em xin chia sẻ về cái SB, cái xương khớp. Thì hiện tại là công ty đang ra một cái SUV, nó giúp chúng ta giảm chi phí và tăng thu nhập. Thì nếu chúng ta chạy cái bộ về SUV xương khớp này liên tục 3 tháng, chúng ta sẽ nhận được cái voucher là 140.000 ở tháng thứ 3, và quà tặng ở cuối kỳ là chúng ta mua liên tiếp 6 tháng thì chúng ta sẽ được tặng một hũ Omega 3 với giá là 898.000. Và khi chúng ta được chúng ta tái tái tham gia thì chúng ta còn được cái phiếu mua hàng Amway trị giá 210.000, và nhận ở tháng thứ thứ nhất ở chu kỳ mới, và khi chúng ta tiếp tục tham gia. Và cái chương trình OTP này các anh chị có thể là hỏi thêm về cái nhà phân phối, những anh chị mà đã giới thiệu các anh chị tới đây, để chúng ta có thể là hiểu hơn về cái SUV này. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã lắng nghe những phần chia sẻ về những kiến thức cũng như là kinh nghiệm mà em được học tập từ những
lãnh đạo những thầy cô, và em áp dụng trong cái kinh doanh của em, nó hiệu quả và nó giúp đột phá thu nhập của em, và nó giúp những người thân trong gia đình của em được có sức khỏe tốt hơn. Thì thông qua đây em xin mượn xin nhờ anh chị cho một tràng like số 21 để em được cảm ơn cô tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Loan và lãnh đạo Đỗ Minh Phụng, là hai người lúc nào cũng chia sẻ và dạy em những kiến thức giúp em có những kỹ năng phát triển bản thân mình được tốt hơn. Và em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã lắng nghe cái phần chia sẻ của em. Xin hết ạ. Xin trả mic lại cho chị Mỹ Khanh ạ. Rồi, rất là cảm ơn bạn Dâu.